bữa là chị đi tập nhảy rồi chiều tối về thì diễn hai suất kịch. Em có hay đi coi kịch sân khấu gì không? Ủa vậy ai xuống em hỏi câu hỏi gì vậy? Chuyện tình bình không? Chị ơi, bên sân khấu chị diễn là chủ yếu là kịch hài thôi hay là chính kịch hay là nhiều loại thể loại kịch luôn chị? Thì chị diễn kịch hài là chủ yếu nhưng mà cũng có chính kịch với những cái vở bi kịch nữa. Em coi sân khấu chị được mấy vở rồi? Có coi. Em thấy lịch diễn của chị là ma với lại bóng ma, không em định coi không dám coi tại sợ ma. Sợ ma thì ngồi xa không sao đâu, em ngồi đầu thì mới bị giác thôi chứ mà sao không sao hết. Đầu sân khấu vô được nha. Chiều nay đi luôn. Chiều nay chị diễn đúng không? Ờ diễn rồi. Dạ. Ma chị có tập nào diễn về ma không chị? Không em. Kịch sắp tới thì Tết này chị sẽ diễn kịch tên là Ma Nữ Si Tình, là chị đóng vai ma nữ. Chắc mà đẹp không chị? Tất nhiên rồi, mà chị đâu có đẹp. Chị không thể đóng vai xấu được. Chị làm gì bên sân khấu hết thì chiều nay em sẽ đi coi coi là chị làm gì đó. Chị em chiều nay em muốn biết không?